Dạ. Có nghĩa là bây giờ là anh ruột của cô này là mất hết rồi. Bây giờ chị là cô dâu, chị dâu. Rồi nuôi nuôi cái cô này. Dạ. Bây giờ đâu có bển đâu còn ai nữa đâu. Giờ anh em về có hai anh em mà anh chết rồi, cha mẹ mất hết luôn. Dạ. Giờ tôi thấy vậy tôi đem về tôi nuôi. Dạ. Là cô có bị từ nhỏ đến lớn luôn hả? Là bị rất đấy, bị cô này là bị tật từ nhỏ luôn hả? Là gãy từ gãy chân đây hả? Mà làm sao mà gãy? Dạ, nhưng mà bơm nước lên dốc, bơm nước rồi dắt cái dốc mà té gãy. À. Anh xin chào mọi người nha. Hôm nay mình ghé cây lậy, mình ghé thăm một toàn cảnh của bà cụ. Tai biến nằm một chỗ các bạn. Trước mặt mọi người đây là cái căn nhà của bà cụ này. Trước mắt bước vô mình thấy căn nhà nó thuộc cái dạng là nó tan tác hết rồi, tan nát hết rồi. Cái nhà mà nó sập đấy cái này nè các bạn. Chả hiểu sao mà nó. Rồi chị này chị giới thiệu bọn mình xuống thăm bà cụ. Con chào bà. Dạ. Dạ. À, chào cô. Cô. Dạ dạ. Cái bà ở cái nhà bên đó giờ thấy siêu sập rồi ha, đem về đây ở. Dạ, là nhà của cô này là ở bên này cơ. Đó, đó, cái nhà đó. Là cái nhà sập này. Ở nhà sập. À. Nhà mẹ chết trơn rồi, cô và chị dâu. À. Có nghĩa là cái cô đó ngày xưa là cô sống ở trong cái nhà này. Bây giờ cái nhà này nó sập quá này. Ừ, đó nó nghiêng cơ mấy cái cây chứ không sập rồi. Dạ. Là ngày xưa cô ở bên này luôn hả cơ? Thế mình dẫn mọi người vô thăm cái nhà của cô ấy sống trước rồi mình sẽ dẫn mọi người vô để dạ dạ. Cái cô đó tên là gì cô? Dạ. Cái cô đó tên là gì cơ? Dạ. Lương Thị Ghi. Lương Thị Ghi hả? Lương Thị Ghi. Cô đó năm nay cô nhiêu tuổi cơ? Ngày 64 tuổi rồi. 64 tuổi rồi. Là ngày xưa cô ở trong cái nhà này. Ngày xưa chắc ăn ngủ trong này đúng không? Ừ. Giờ nó sập sệ rồi tôi làm cái trái làm sao ngủ. Dạ dạ dạ. Ngày chồng mấy con ngủ. Là cô có bị làm sao cô? Bà có tập bẩm sinh từ nhỏ tới lớn. Dạ. Có ngồi bên đây này, cô ngồi. Cô tên gì cô? Nó lớn nhà tôi. Gãy giò, chỉ gãy giò. Gãy giò hả? Chỉ gãy giò. Là cô này cô ở bên đó, cô có ở sân tôi đó. Dạ. Dạ dạ. Là cô tên gì cô? Tôi Trần Thị Phải. Trần Thị Phải. Là năm nay cô nhiêu tuổi? Cô nay 70 tuổi rồi. 70 tuổi, là chị ruột của cô này hả? Chị dâu. Chị dâu. À. Rồi cho anh ruột chết, anh ruột thờ thờ đó. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Anh ruột, rồi nó chỉ anh ruột. Cô là em của cái người đang trên bàn thờ. Rồi, dạ. Bà biết bao nghe. Nó lớn, cả nhà bà không nghe. Cô này tên là gì nhỉ? Lương Thị Ghi. Lương Thị Ghi, năm nay được bao nhiêu tuổi cơ? Sinh năm mà bỏ chứ. Dạ. Cô có chồng con gì không? Cô có chồng con, cái cọc da cam rồi đó giờ mà. À. Hai chân người này con về gì đâu có các bạn bằng gì có tiền. Dạ dạ. Nói rồi giờ rồi cha mẹ chết hết rồi anh chết rồi giờ. Ngồi đi, ngồi đi, kệ ngồi đi. Ừ. Ngồi đi, tính tiền rồi. Ngồi. Dạ. Có nghĩa là bây giờ là anh ruột của cô này là mất hết rồi. Bây giờ chị là cô cô dâu, chị dâu. Rồi nuôi nuôi cái cô này. Dạ. Bây giờ đâu có bển đâu còn ai nữa đâu. Giờ anh em về có hai anh em mà anh chết rồi, cha mẹ mất hết luôn.
Dạ. Giờ tôi thấy vậy tôi đem về tôi nuôi. Dạ. Là cô có bị từ nhỏ đến lớn luôn hả cơ? Ừ. Bị rất rồi, bị cô này là bị tật từ nhỏ luôn hả? Ờ, bà có tật. Bà tật từ nhỏ đó chứ. Dạ. Có tật bẩm sinh. Có tật bẩm sinh. Dạ. Bẩm sinh từ đó về tay chân nè. Là gãy chân đây hả? Chân mà làm sao mà gãy? Gãy chân này nè. Gãy mấy em đây nè. Dạ, nhưng mà bơm nước lên dốc, bơm nước rồi dắt cái dốc mà té gãy. À. Mới cái dốc mà heo té xong, gãy luôn lìa luôn cái đường. Dạ dạ dạ. Rồi có đắp cái miếng vàng rồi nữa mà thấy cũng hết. Là ngày xưa cô này cô ở cái nhà bên kia. À. Ở một mình hả? Ở trong tôi nè. À, ở chung mấy anh. Nhà sập sệ rồi tôi mới làm cái trái sao tôi mới chồng cho là anh là tôi con ruột trong nhà này, con ruột của cô này của tôi à. À dạ dạ, nhưng mà ở gọi là cháu của đây, cô cháu là cô của tôi, cô ông già thứ bảy và này thứ tám. Dạ. Nhà mình đông anh em không cô? Có hai anh em. Hai anh em hả? Ừ. Là anh chết thì còn đây nó à. Ông ừ. Thế cô này là cô bị từ nhỏ đến lớn không có đi làm được cái gì, có tập bấm sinh làm gì phải đi xin tiền tay chân nó huynh hoàng vậy đó. Dạ, dạ. Vậy là anh cô mất thì bây giờ là cô nuôi. Nói là bây giờ là cô nuôi cô này. À, giờ tôi nuôi đó. Dạ. Thế cô hàng ngày cô làm gì cô? Tôi thì giờ dạ, có làm gì được. Thì giờ cắn tôi cũng bệnh gì đó vậy nè. Dạ. Nhưng mà giờ nhờ con gái đâu có gì để cho tiền gạo ăn là chứ có gì làm. Bệnh với tôi giờ cũng bệnh với đất, bệnh tim. Yeah. Có nghĩa là bây giờ là cô cũng bị tật cho nên cô cũng ở nhà. Yeah. Chứ cô không đi làm gì hết. Yeah. Yeah. Vậy là ăn uống ở gạo thóc nọ kia là nhờ cô con gái hả? Nhờ chồng sớm cho với lại nhỏ gái cho, chứ đem rau về để cho. Con gái có làm gì cô? Con gái cũng như mà hai chồng cũng bằng công ty. Yeah. Chồng nó lái xe, rồi con nó cũng làm công ty. Dạ. Yeah. Khổ lắm chú ơi. Không có làm ruộng làm nương gì trên. Nhà mình không có ruộng. Thì sống thì ổng vô bằng mướn. Dạ. Qua mất giác con kho nè. Dạ. Rồi ổng chết rồi hết làm. Thế là nhà mình không có ruộng hả cơ? Ngơ có ruộng nè. Dạ. Không có ruộng nữa gì trên. Nóng quá hả cơ? À, ý cô này cô nói là nóng quá. Dạ, gãy chân, nóng. Nhà này đúng nóng thật đấy chứ, bởi vì nhà thì tới tuổi rồi đó. Mà bây giờ không có tiền làm. Đúng 20 năm. Dạ. Mưa là bắt đầu đi vô mì xăng vậy đó. Dạ. Dỗ cái chải theo nè, còn mấy cái là cô đây là cô ngủ trong cái nhà trong đấy cơ. Mưa bão nào cái sao thủ. Chụp hình dạ dạ, chụp hình. Mai mốt kêu mấy chú cho tiền. chụp hình cho tiền. Vậy là bây giờ anh ruột mất hết rồi, chị dâu nuôi. Không còn ai hết trơn. Dạ. Còn ở với hai chị em cũng níu nhau. Cho con phân nhân, phân nhân. Dạ, dạ. Dưới bà Nga cho gạo công nhân. Dạ. Con xin cho bà Phật. Bà hai Nga. Là cái nhà bên kia là bị sập lâu chưa không? Cái nhà giờ tính sập rồi đó. Không có hàng gạo đâu. Không có sập rồi đó. Bị chó hổm đó. Dạ. Bây giờ thấy vậy đem về đây. Dạ. Giờ chị em đùm bọc sống nhau. Để có cháu, con cháu, cơm. Bây giờ sống bằng từ thiện đó, không? Ai cho gì ăn đấy. Dạ, ai cho gì ăn đấy. Bác tôi à, bà tôi à. Là cô nói gì à? Tôi. Cô nói gì vậy ta? Có hai anh em. Dạ. Cơm người ta cho ăn, tôi cho gạo cơm. Năm cái giòn nghe nó gãi mà ổng. Hàng ngày tôi à, ông bà. Dạ. Ở với bà. Nó nói thì tôi biết chứ gần à, cái heo. Là cô nói gì? Cái heo. Heo là hàng ngày không? Dạ, dạ. Giờ nó ốm dữ lắm vậy. Chừng nó hồi đó thì vậy tôi biết làm gì được. Tay chân bị quắt queo rồi. Quýnh hồi đó thì nhỏ. Rồi cái chân cô bị sao cô? Chân tôi là đau khớp, teo nữa nè. Teo hết rồi hả? Rồi giờ cái hai cái chậu nó gặp gì nè. Dạ, dạ. Rồi giờ cũng đâu có mần gì mà nặng được đâu. Giờ nhờ con cái cho đâu chồm sớm cho. Nhà này chắc mình cất mấy chục năm rồi cô ha. Mấy chục năm rồi, bây giờ mưa vô mùa xăng rồi cháu coi kìa. Má nó rột. Giờ mày muốn sao mà có được cái nhà trộn và hai chị em chắc thì bốn năm thước dài mà. Phòng vậy đó cái hai chị em ý là hai chị em là muốn có cái nhà nhỏ để ở nhà đó. Giờ cái nhà này cô gì là không trời nắng nó lực cũng chết rồi mưa một cái cô dẫn con vào trong này được không cô?
con vào con xem tí, con thăm tí được không? Đại đi, đại vô đi, đại vô đi, đại. Đâu có gì không, đại, đại vô nè. Lão mày mất đồ cái sao? Trời ơi, nhà ôi trời, trong này trong này cái gì mà nó nhà gì chứ, là cái cô đó cũng ngủ ở đây. Ừ, tối thì nó ngủ đây. Dạ. Cái này em này cũng người ta mua cho nữa. Dạ, dạ, dạ. Nhà vậy đó là ta cố gắng cho mình tu sinh cái nhà. Dạ, giúp đỡ giùm con. Này, để con xem đó, bởi vì cái này nhiều khi cũng phải còn tùy vào cái duyên nữa. Dạ, dạ. Nếu mà có cô chú giúp thì con, dạ, giúp, con giúp, còn nếu không thì con không chịu thôi. Ta cũng cho cái tâm niệm nó nữa nè. Ta thấy nó nằm cái giạc gì nè. Nó bắt đầu thấy vậy, ta mua cho nó. Dạ. Không có thì nhà coi vậy. Cái củ này là củ gì đây cô? Không có làm củ, không làm gì khác. Anh thấy cái nhà của cô này làm mấy chục năm rồi, bây giờ là cây cối thì nó mục hết. Cái nhà, con nghĩ cái nhà này nó sẽ sập giống cái nhà bên kia. Là cô ấy, mấy cô đấy là sao? Có hai cô sống ở đây thôi đúng không? Chứ còn còn ai sống cùng không? Vậy rồi mình sẽ bằng cái nhà hai cô sống chắc chừng phòng vậy đó, hay là trước là chồng cô là mất rồi đó. Ừ, vậy không có ai là thôi. Cô được hai người con. À, cái hai người dạ. Vậy nhà vậy giúp đỡ vậy. Cái cảnh sống quá như là nó tội đi các bạn. Nhà cửa không ra một cái nhà. Ok, con cô cúng ngồi đi cô. Cái cô này là có được tiền trợ cấp không ta? Dạ. Cô này cô có được trợ cấp sống, trợ cấp của nhà nước không cô? Nhà nước cấp được tháng là 240. Tháng là 240. Dạ. Còn cô có không? Cô đâu có đâu, cô cấp cho cổ không, cô có. Dạ. Như cô có sổ cận nghèo. Dạ. Chứ nhưng mà đâu có gì đâu, Tết thì cho. Làm sao cô? Nói gì đó. Ý là cô nói là không có tiền hả? Không có tiền. Không có tiền hả? Giờ có tiền cô làm gì? À, em không có tiền. Giờ có tiền làm gì? Có tiền làm gì? Cưng có tiền, cưng làm gì? Nó không có nghe. Làm gì có tiền làm gì? Nên nói vậy nó trong mình nó không có tiền. Nhưng mà giờ nếu mà có tiền thì làm gì? Có tiền làm gì? Mấy cháu hỏi có tiền làm gì? Mấy cháu cho tiền làm gì? Nghe rồi làm gì, có tiền làm gì? Mua thuốc uống không, mua gạo ăn? Mua gạo ăn Trưa nay cô ăn cơm chưa? Mới ăn rồi. Hỏi tôi ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn cơm mấy cái gì? Nay ăn cơm mấy cái gì? Tối không có tiền ăn cơm cá nấu canh với chải. Dạ. Là đây là anh ruột của con thấy có cái hình của người nhỏ đấy, là ai đấy cô? À, là con trai của cô hả? Dạ. Có nghĩa là ngày xưa lúc mà chồng cô còn đó là đi bốc vác về nuôi cô mấy chi với cái chị này. Đúng rồi. Nhưng mà giờ bác mất rồi. Mất rồi hết rồi, con gái nó đâu đâu có gì để cho. Nó về để cho tiền, cho có khi mua gạo cho. Ủa, cái anh đằng đấy đó là cháu cô, là con của ai? Thằng này hay cái người nãy đó hả? Dạ. Thằng trai của cô. Có một trai và ba đứa con. Vậy là cô có hai người con. Một người đi làm xa và một người ở nhà. Dạ. Mọi người kia lớn rồi, người kia ta ở với trong quà với. Dạ, dạ. Tao nói gì cô? Cô nói gì? Nói cái gì? Cháu hỏi nói cái gì kìa. Biết sao nó chạy được, bây giờ mới biết luôn rồi. Dạ, có nghĩa là bà gì nói cái đó rồi. Mua thuốc uống. Dạ. Có bệnh gì không mà mua thuốc? À, gãy cái giò à, hả? Nhức hả? Nhức hay sao? Nhức hay là bổ ngay làm gì nhức, làm cái tờ nắng cái tờ cái quát.
Nó nhất một cái này nó quậy dữ dằn. Nhất nhất là quậy dữ lắm. Là hay hay quậy không cô? Có hay quậy không cô? Quậy dữ lắm. Quậy dữ lắm hả? Nhất thì ăn nổi. Nhất thì cũng nổi. Có nghĩa là gần cái thời gian quậy gần nhất đây là lâu chưa cô? Được. Nhưng mà tối hồi tối có bị gì không? Hồi tối này không có, tối hôm qua nó gần. Để tí em cho mấy viên thuốc nhức. Thuốc này uống là bao nhức luôn á. Có mà đứt lìa tay cũng uống vào cũng đỡ hết đau à? Vậy là hay. Nào ngay đúng ra làm gì đâu đâu cái nhức lợi đâu đâu. Lấy cho nhà hai cái máy niệm Phật, mấy cái hộp thuốc ở trong máy thuốc nhất á. Cho cô ấy 5 viên cô uống. Chứ như lúc nào nhức thì uống đấy nha, còn là không nhức thì đừng uống ha. Thuốc này là của bên Mỹ gửi về đó. Con bị nhức là nó uống cái là hết liền à. Mấy cháu quê đâu đó. Con ở trên thành phố còn xuống. Ủa cái chân cô là bị tật bẩm sinh hay là... Cái đau ghét rồi nó vậy đó chứ không phải là... Chứ không phải là bị tật bẩm sinh đúng không? Đau nhức thì nhức nhiều quá. Bây giờ hai cái khớp. Thế bây giờ càng ngày nó càng teo lại. Ừ, teo. Bây giờ thành ra đâu có bằng gì nổi đâu mà đi có tiền mà nuôi đó. Yeah. Nhiều khi người ta cắt thì dưa rồi đó chính. Có khi nào hai chị em nhịn đói không? Có chứ. Bây giờ phải chịu chứ. Yeah. Giờ hai chị em bệnh gì rồi dám làm gì ra tiền mới nhờ trời nhờ. Rồi nhỏ gái cho rồi đâu đâu chồng sớm cho. Chứ. Là con gái có hay cho không? Có hay dò chứ bằng gì nổi. Nó khổ vậy. Lấy mấy viên này đổ ra mấy viên rồi. Thuốc bên Mỹ về á. Thuốc bên Mỹ về thì thảo bả nhất bả gần cho bả uống. Lấy 5 viên này. Vậy là có lý quá rồi. Mừng quá. Thuốc nó không có bị chối, vừa nhiều cũng hết nhiều. Cái thuốc này thuốc nhất thì khi nào nhất mới uống thôi. Khô áo rồi hết tiền. Vậy là ca phải được 50 phút. Cháu cố gắng giúp cho con xin cho con. Nhà cái. Dạ. Bây giờ cái nào tới cháu thấy bây giờ vừa. Dạ, nói chung là cái này cũng phải còn tùy duyên đúng không ạ? Bởi vì con quay lên con chia sẻ lên á, nếu mà các cô chú mà giúp thì con giúp cô. Dạ. Thấy hai cô ở trong cái nhà này nó cũng hơi nát quá mà bắt đầu con sợ nó sập á. Nhưng mà cũng phải còn do cái duyên nữa, cái duyên. Chứ không phải là nói là được liền. Dạ. Con chia sẻ lên nếu mà các cô chú mà có thương tình giúp đỡ thì các cô chú giúp. Dạ. Con gái có thường xuyên cho tiền không cơ? Tháng nào cũng về chứ có gì cứ cho 1 triệu mua bao gạo để đó. Dạ. Rồi mua đồ ăn vậy đó. Dạ. Bắt đầu dai lại đâu đâu về hoài nó nói mà nhà nó cũng mệt. Cái thuốc này là thuốc nhức nha cô. Dạ. Ví dụ như khi nào mà nhức lắm mới hắn uống nha. À. Nhưng nhức có chịu không nổi uống 1 viên thôi. 1 viên thôi hen. Dạ dạ. Đây là hai cái máy niệm Phật này. Còn cái đó là cái gì chứ? Cái gọi là cái máy niệm Phật đó. Đây để lắp cho cô, để cho cô một cái, cô này một cái là hai người hai cái. Cái đó là cái nguyên, còn cái này là này, cái này này. Cô đang niệm Phật là cô bảo là hết đau á. Thế là cô nói Nam Mô A Di là Phật cái giò hết đau. Thank you.
có thấy không? Sáu người giấy hết giò hết giò. Rồi con tắt đi tối nghe. Để cô một cái, cô này một cái, hai cô hai cái ha. Cô nói. Nói cô tắt đi tối nghe. Cái này là mở lên mở xuống này. Lúc nào cô nghe thì cô kéo xuống ha. Cái này, đúng rồi. Cái đồ sạc điện không? Có đây này, nó có cái chỗ sạc này nè cô. Lúc nào không hết pin thì mình lấy cái sạc mình sạc. Mình cất đi tối nghe ha. Lát nữa con về thì nghe. Tối nghe. Lúc nào muốn nghe thì nghe, nhưng mà tí nữa con về nghe ha. Là nói chuyện ha. Có thích cái máy này không? Hết giò. Nghe cái máy hết giò. Tối có một đời niệm Phật gì nè, kể cái hết. Mô Phật. Là hay. Mà ước cái này với đám mà cái gà tôi cứ cho đồ bán. Đêm nghe. Dạ, đêm mà. Để mùng cái mình bắt nghe. Dạ. Ở đây tôi có biết cái đồ bán đâu chứ. Cái này gửi từ nước ngoài về không? Còn cái này có cái pin sạc cái đâu cái này ví dụ như hết pin này, trong này nó có chỗ bỏ pin này. Nếu mà hết pin thì cô mua pin. Còn nếu không thì ví dụ cô lấy cái cục sạc của điện thoại đó, cô gắn vào đây cô sạc này nha. Máy là ngon, máy rộn quá nha. Dạ. Đem vô qua buồn á, tối chị bắt cho nghe để chị nghe cái hai ta chấp mua Phật gì. Dạ dạ. Như vậy. Chứ chợ mình đâu biết chợ đâu bán. Dạ. Ở đây mình là ấp nào nhỉ cô nhỉ? Hả? Ở đây ấp 35A xã Phú Cường. Ấp 35A xã Phú Cường. Ấp 5A xã Phú Cường. Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sao? Đây là huyện Cai Lậy cả tỉnh Tiền Giang đó. Ấp 35A. Ấp 35A xã Phú Cường. Xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thôi hôm nay con tới con thăm hai cô. Thì bây giờ con cũng xin trích biếu cho hai cô. Gọi là hai cô là xài chung luôn hả hay sao? Chung luôn. Là có nghĩa là cô tiền bạc là cô đưa cho cô này mua đồ ăn thức uống cho cô ấy đúng không? Bây giờ con trích biếu cho hai cô 2 triệu ha. Là con biếu của tiền của anh Tiến ở Hà Nội 1 triệu. Còn với cô Sinh ở bên Mỹ. Dạ, là 1 triệu nữa là 2 triệu. Biếu cho hai cô 2 triệu ha. Để có tiền mua thuốc rồi, cũng như mua thịt, mua cá. Rồi nếu mà có dịp còn về nữa thì con ghé còn thăm nữa ha. Ê, này, tao dạ. Có khách đó nha. Tao có khách cái gan cháu dịch luôn nha. Vậy nhờ cháu giúp cho xin nước ngoài dùm cho cô cái nhà nha. Nhà nha. Để tùy duyên quá. Bây giờ tạm thời con cứ trích cho ra 1 triệu của cô Sinh, với 1 triệu của anh Tiến ở ngoài Hà Nội á, thì biếu cho hai cô trước là 2 triệu. Rồi con về con chia sẻ cái video của cô lên á. Nếu mà có dịp con lên thì nếu mà con chia sẻ lên có cô chú mà có thương tình giúp thì con sẽ xuống nha. Dạ. Thôi vậy cũng nhờ đức của cháu nha. Nhờ hai cháu giúp đỡ giùm cho cô giờ khổ, hoàn cảnh giờ khổ, không có nguồn lương gì hết. Rồi nhờ những gái nó cho vậy đó. Dạ. Giờ cũng nhờ giúp đỡ giùm. Dạ. Dạ cũng thành thật cảm ơn hai cháu. Nói chứ mặc dù cô cầm cho vui ha, cầm cho cô cái vui ha. Bao nhiêu đây? Con. Cảm ơn. Đây là nhiêu ạ? Đây bao nhiêu tiền? 100. Cái này là 1 triệu. 1 triệu. 1 triệu. 1 triệu. Hồi chuẩn bị ra giỡn không có khách á. Khách ở thành phố hai tao kéo luôn. Đây triệu nó là 2 triệu là biếu cho hai cô nha, mỗi cô 1 triệu ha. Là 2 triệu đó. Dạ. Này là cô Sinh 1 triệu. Ha, cô Sinh ở bên Mỹ là 1 triệu, còn 1 triệu là của anh Tiến ở ngoài Hà Nội. Mô Phật. À, tí nó đưa chị đưa ra cô đây cô giữ cô mua đồ ăn cho cô ha. Đưa cho chị mua đồ ăn cho
Đi đây. Thế đưa cho cô này một nửa để cô mua đồ ăn thức uống cho. Chị tiệu là của nó phải nói. À có chị tiệu, có anh tiệu mà. À có nghĩa mỗi người 1 triệu ha. Chừng nào túi có hết thì mình thấy nó mới đưa. Chứ bỏ túi ai cho bỏ túi. Dạ, ý là để bỏ trong túi cầm cho nó vui ha. Cô cảm ơn không? Cảm ơn. Cảm ơn. Phanh tay phanh tay. Ôm phanh tay. Con gạo không? Dạ? Con gạo không? Cho gạo không? Tiền lấy tiền mua gạo, lấy tiền mua gạo. Lấy tiền để mua gạo. Dạ, bắt tay. Để vậy rồi xin gạo cũng hết trời vậy. Trời ơi. Để dành tiền mua gạo ha. Để dành tiền mua gạo ăn ha. Đã tiền mà còn xin gạo, có gạo nữa không? Mô Phật, mô Phật. Rồi thôi hôm nay mình... Cảm ơn hai cháu. Dạ. Những cái gì nhờ cháu giúp đỡ dùm cho cô. Dạ, dạ, cái dạ. Nhà nho nhỏ kệ hai chị em tới giờ, cái nhà giờ xin dân mười xăng. Dạ, dạ. Nên một ngày nào đó chúc cho cháu cũng gặp nhiều may mắn. Dạ, dạ. Dạ, giờ dạ hôm nay con tới con thăm đi, rồi nếu mà có duyên có dịp thì con ghé con thăm sau ha. Dạ, dạ. Thôi vậy ta cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Thôi thì hôm nay mình ghé thăm hai cô các bác. Một người thì bị bẩm sinh từ nhỏ đến lớn các bạn. Thì bị tật nên sống ở nhà. Ngày xưa có anh trai á, thì anh trai làm kiếm tiền nuôi hai cô á. Nhưng mà bây giờ chú ấy mất rồi. Thì bây giờ chỉ sống dựa vào mọi người xung quanh cũng như hàng xóm láng giềng các bạn. Có người con gái thì lấy chồng ở xa cho nên thỉnh thoảng cũng có về. Mỗi lần về thì cũng cho được chút tiền để có tiền mà ví dụ như thế là mua gạo, mua thịt, mua cá để ăn. Còn là khi nào mà con không về, một tháng cũng về được có lần thôi. Hôm nay mình cũng tới đây mình chia sẻ với có hoàn cảnh của hai cô á. Mình cũng trích ra cái số tiền của cô Sinh ở bên Mỹ và của anh Tiến ngoài Hà Nội biếu cho hai cô 2 triệu để có tiền mua thuốc cũng như mua thịt, mua cá để ăn. Đây căn nhà, các mặt các bạn thấy căn nhà này. Mưa nó thẳng ra là nó rột còn hơn cả ngoài trời nữa các bạn. Bốn bên nó đều là vách nhưng mà nó không được lành, không được nhìn kín đáo á. Bởi vì hai cô đều bị tật cả chứ không phải là riêng một cô. Cô kia thì bị bẩm sinh từ nhỏ. Còn một cô thì bị teo khớp, teo cơ, cũng không làm được gì được cho tiền hết. Thôi thì bây giờ mình cũng tới và chia sẻ cái hoàn cảnh của hai cô đến với mọi người. Bây giờ mình sẽ dừng và kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip mới tiếp theo của mình nha. Cái cô mà bị bẩm sinh từ nhỏ là ngày xưa cô ở cái nhà này này, nhưng mà do nó bị sập cho nên là cô chị gọi là chị dâu mới đưa cô qua bên cái nhà này để ở.